Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ở các nơi trên khu vực tỉnh ngày hôm nay phổ biến là nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt độ tăng nhẹ và độ ẩm giảm. Riêng tại thành phố Việt Trì, độ ẩm tăng. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 30 đến 31 độ, còn độ ẩm dao động từ 70 đến 75%. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp phía Tây, tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, nên thời tiết các nơi phổ biến là có mây, không mưa, ban ngày trời nắng, nên nhiệt độ và độ ẩm ít có sự thay đổi. Ngày mai 20 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 âm lịch, lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ 2023 chính thức diễn ra. Dự báo thời tiết sẽ nắng ráo, rất thuận lợi để du khách thập phương hành hương về Đền Hùng và tham gia các hoạt động vận hội. Do ngày mai có nắng, du khách nên mang theo nước, vật dụng che nắng để bảo vệ sức khỏe. Bản tin xin được tiếp tục với phần dự báo thời tiết 3 vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây. Đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Và vùng đồng bằng, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.